Ngọc nó cẩn thận ghê chưa, ghi là chị Ly nè, hôm nay nhận được quà nè, tên chị Ly nè, quà bún riêu nha. Chù chà quá trời, nhưng ngon quá trời luôn. Giò heo rồi chả lụa rồi cái riêu cua nữa. Ừ đó, rau nè. Ôi trời ơi ngon quá trời. Bún đó, nó lúc nào nó cũng cẩn thận, thấy không, lúc nào nó cũng thật cẩn, rất là chuyên nghiệp luôn á. À, có lúc nào có tờ giấy để kê xuống để lót á, mai mốt mình phải làm như giống nó nè. Ừ, rất là cẩn thận luôn, tại tụi nó là từng mở nhà hàng cho nên người ta rất là chuyên nghiệp. Đây này. Đó. Vô thăm một lượt có giò heo rồi luôn đó, cái nè bỏ cái nồi thăm nè, chứ bún riêu sườn nữa nè, bỏ vô giờ thăm một lượt lên nè, ngon quá. Chỉ có chả lụa thì không có bỏ vô thôi. Rồi, bún riêu giò heo mỗi người hai viên cái này, trời quá trời, riêu cua luôn, riêu cua thì để nước sôi rồi bỏ riêu cua vô. Thì à thì ăn hai tô à, rồi để nó sôi cái mình bỏ riêu cua vô. Xong mà đang làm một cái tô bún riêu quá dữ luôn, chan thêm miếng nước mắm vô cho nó đậm đà, mắm ớt vô, thay vì bỏ mắm tôm cũng được, mà mình có sẵn cái nước mắm. Chụp Ngọc nó chuẩn bị rau sống nè. Wow, cái này mới ngon nè. Bún riêu là phải có kinh giới, kinh chưa bất giới, trời ơi coi nè, ngon quá vậy. Em có cần chỉ ra không? Tới đây xem nè. À, chỉ hả? Để à, để tí nữa coi màu. Ừ. Chuối nè. Làm sáng ra cũng ra vườn hái thêm mớ rau thơm nữa. Như đây là cũng quá đủ vị rồi. Rau muống rồi bắp chuối. Rồi. Bây giờ trộn lên. Sắc sắc luôn. Tô bún riêu. Rồi, xin mời cả nhà ăn bún riêu nha. Ớt. Xin mời cả nhà muốn riêu. Vừa ăn quá. Nấu nước lèo đậm đà. Ăn ra mình còn hái thêm mớ rau thơm ở nhà nữa nè. Ớt.
Ngọc nấu riêu ngon quá. Một tô bún riêu đầy nhân. Riêu cua. Tuyệt vời. Em ra bắp chuối vô. Là mình không cần phải ăn rau thơm của mình luôn, một rổ rau thơm hái sau vườn, trời cái lá giúp cá nó tốt. Tuyệt vời quá, xuất sắc, ăn cái miệng mà biết.